Chỗ này chị ở đúng không? Chỗ này là chỗ hôn ở đây. Khách sạn rất là đẹp, rộng lớn và hai bên là đồi núi kìa, rất là đẹp. Nên cho quay lại cho mọi người thấy. Ở nha và có sòng bài nữa nha. Ai có đất tiền đánh bài thì đánh, mình không đánh thì mình đi chơi thôi, mình chỉ ở thôi. Đây là cái đường đi vào khách sạn. Cho chị chai nước này Hiền. Hiền lấy cho chị chai nước đây, rồi chị lát chị đi sau luôn. Chị chơi chút rồi chị lên 10 giờ về phải không? Quanh đó là những cái mái và đi lòn dài dào thì nó có nhiều nơi và đường thang lầu hơn, ở hơn khách sạn. Hãy cùng quay để dần vào trên đường đi vào nha mọi người.
À, đây là những chiếc sòng bài. Chào, cuối tuần hôm nay là chiều thứ sáu, mọi người đến tham quan du lịch rất là đông, mọi người đang đợi ở đây để check in vào, làm thủ tục check in lên chơi rất là đông. Mình lại thấy đông lắm từ lúc con đi ra đó. Check in vào khách sạn đó, cuối tuần người đặc biệt là người Mỹ ở đây, họ làm xong một tuần thì họ hay giải trí, họ đi đang đi. Và cái đường không đi vào lên cái chỗ mà khách sạn hơn ở cái đoàn người đi. Bên đây là những cái hòa tiệm Starbucks Coffee, tiệm cà phê Starbucks. Đây là quán bar rượu rồi, để cho mọi người uống rượu. Club. Coi TV, coi phim. Đường vào thang máy. Đây là những cái shop chuẩn bị cho ngày lễ mẹ sắp đến rồi. Có hoa nè, Happy Mother's Day. Rất là đẹp, rất là dễ thương. Đây là đường lên lầu. Đây là nơi bán quà, là bán quà lưu niệm của thành phố Reno. Đường vào thang máy. Đồ chuẩn bị cái đồ lên.